Xin chào anh em, đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Mình là Review. Và mình nghĩ trong cái khoảng thời gian này, chúng ta có khoảng 30 triệu đồng để mua một chiếc laptop gaming về để học tập, làm việc, giải trí, hay đơn giản là mình ngồi gõ Word hay là ngồi xem Netflix như cá nhân bản thân nhu cầu của mình ấy. Thì mình nghĩ là trong tầm tiền khoảng 30 triệu này, chúng ta có hai mẫu sản phẩm mà rất nhiều anh em quan tâm. Đầu tiên là chiếc Lenovo Legend 5, cùng với đó là chiếc MSI GL65. Đây là hai chiếc máy trong phân khúc 30 triệu có sở hữu cùng cấu hình là Core i7-10750H, card đồ họa 1660 Ti. Vậy thì mình cũng khá là băn khoăn là không biết giữa hai chiếc máy này thì những ưu và nhược điểm của hai chiếc máy này ra sao. Cùng với đó là những yếu tố khác như là về hiệu năng, về cấu hình và về giá thành của hai chiếc máy này liệu có khác biệt nhau quá là nhiều hay không. Thì trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về hai mẫu máy này nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo hai mẫu Lenovo Legend 5 và chiếc MSI GL65 này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu video thôi. Tất nhiên rồi, số tiền 30 triệu các bạn bỏ ra thì chúng ta cũng mong muốn sở hữu cho mình một chiếc laptop mà nhìn ra dáng 30 triệu một chút để khoe với cả bạn bè hay là khoe với cả những người thân quen của mình. Thì thiết kế của hai chiếc máy này đi theo một cái thiên hướng gần như là khác hẳn nhau. Khi mà chiếc Lenovo Legend 5 thì thiên về một cái thiết kế tối giản, đơn giản, mặt lưng trơn, một màu đen tuyền. Nhưng mình thấy là cái màu sắc và thiết kế của chiếc Lenovo Legend 5 thì tương đối là đơn giản và rất là nam tính cho nhiều anh em. Nhưng chiếc MSI GL65 này thì lại phù hợp với tương đối là nhiều người đấy chứ. Khi mà thiết kế của chiếc MSI này nhìn rất là cục xúc, nhìn rất là mạnh mẽ với hai đường gân đằng sau. Khe gió tản nhiệt thiết kế cũng rất là cục, nhìn nó rất là bệ vệ, nhìn nó rất, nói chung là mình nghĩ thiết kế nó rất là mạnh mẽ. Vậy thì về triết lý thiết kế này thì mình sẽ để cho anh em tự đánh giá chiếc máy nào sẽ làm vừa mắt anh em hơn. Còn với cá nhân mình nhá, thì mình thấy là thiết kế của chiếc MSI GL65 này sẽ có phần cá tính hơn một chút nếu mà so với chiếc Lenovo Legend 5. Vậy thì đi vào sâu bên trong một chút đi. Về phần bên trong thì chúng ta vẫn sẽ có viền màn hình mỏng của hai máy. Đây cũng không phải là điểm mà chúng ta nên so sánh quá là sâu. Cái điểm mình muốn đề cập đến đây là bàn phím RGB của chiếc máy này. Bàn phím RGB của chiếc Lenovo Legend 5 thì là bàn phím dạng 4 vùng. Còn với chiếc MSI GL65 thì là hãng quảng cáo đây là bàn phím SteelSeries RGB từng phím một. Và hiệu ứng của cái bàn phím LED này nhìn nó rất là nổi bật và nhìn nó mượt hơn rất nhiều so với cả bàn phím 4 vùng của Lenovo Legend 5. Vì vậy nên là về thiết kế thì mình nghĩ là một điểm cho chiếc MSI GL65. Không những vậy là về cái vị trí bố trí của cái khe gió tản nhiệt để giúp cho cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta là tốt nhất, thì mình thấy là cái khe gió tản nhiệt bên trái, à đâu, bên phải của chiếc Lenovo Legend 5 này thì sẽ là nhược điểm. Còn bên cạnh chiếc MSI GL65 này thì cái gọng phải của nó là gần như không khe gió tản nhiệt luôn. Vì vậy nên là mình nghĩ là theo cái thiết kế để thực dụng nhất thì mình thấy là MSI GL65 sẽ là một điểm cộng, còn chiếc Lenovo Legend 5 sẽ thất thế hơn một chút về cái vấn đề thiết kế. Về hoàn thiện của hai máy này thì mình nghĩ sẽ là điểm anh em quan tâm, tại vì là cái chất lượng hoàn thiện nó phản ánh đúng về giá trị thực sự của chiếc máy này mang lại, cùng với đó là về cái độ cao cấp của hai chiếc máy này mang lại ra sao. Thì chiếc MSI GL65 thì hầu hết sẽ được làm từ nhựa, riêng mặt lưng sẽ là kim loại. Đấy, anh em nghe đẹp không? Thì cái mặt lưng kim loại này sẽ cho cảm giác sờ và nó cao cấp hơn. Cái mặt lưng, cái mặt chiếu hình tay nhựa bên trong thì nó cũng mịn. Trong khi chiếc Lenovo Legend 5 thì họ làm dạ kiểu phủ hơi mết mết một chút, sờ và nó hơi sần sần. Thực ra thì mình thấy nó vẫn khá là cao cấp, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà để so với chiếc MSI GL65 thì chiếc máy này vẫn hơi thua một chút. Dẫu sao thì một điểm mình thích của chiếc Legend 5 này là không bị bám vân tay quá nhiều, còn chiếc GL65 thì bám vân tay khá là nhiều đấy. Thế nên anh em nào ra mồ hôi tay nhiều như mình thì chắc chắn là chiếc MSI GL65 này sẽ không được thân thiện cho lắm. Dẫu sao thì mình nghĩ là không có nhiều người có nhiều mồ hôi tay như mình đâu. Ok, vậy thì về cổng kết nối, về vị trí bố trí cổng kết nối là một điểm mà mình thấy là khá bất ngờ. Khi mà chiếc Lenovo Legend 5 này thiết kế bố trí cổng kết nối rất là gọn gàng ở phần đằng sau máy, và hai bên sẽ chỉ là hai cổng USB-A thôi. Còn với chiếc MSI GL65 này, để tối ưu cho cái khe gió tản nhiệt ở bên phải họ đã bít vào rồi thì chúng ta sẽ không có cái vị trí cổng kết nối hợp lý cho lắm. Tại vì ở trong này chúng ta sẽ có hai cổng USB-A họ đặt ở phần góc này này. Thế nên là nhìn trông nó hơi buồn cười và nó hơi bất tiện trong quá trình sử dụng. Thế nên là về cổng kết nối và vị trí cổng kết nối thì mình nghĩ là Legend 5 sẽ ăn một điểm hơn so với cả MSI GL65. Cái điểm tiếp theo mà chúng ta cũng hay tiếp xúc rất là nhiều là về màn hình.
Màn hình của chiếc MSI GL65 là màn hình 144Hz cùng với phổ màu cao là 96% sRGB, 75% Adobe RGB và độ sáng là 340 nit, đen tay là khoảng 1.6. Thì mình đã đo bằng Spider X Elite thì mình thấy là màn hình này có thể gọi là chất lượng phải gọi là quá tốt luôn. Anh em nào làm đồ họa hay là anh em chơi game thì đều quá là tốt với cái màn hình này. Đặc biệt là xem phim thì nhìn rất là đã, nhìn màu sắc rất là tươi, nhìn rất là đẹp luôn. Và cái độ sáng của màn hình này cũng rất là tốt nữa. Còn chiếc Lenovo Legion 5 mình đang có ở đây thì là màn hình option 120Hz chứ không phải 144Hz. Vì vậy nên là về phổ màu của chiếc máy này chỉ dừng ở mức trung bình là khoảng 64% sRGB và 48% Adobe RGB thôi. Và độ sáng là cũng chỉ khoảng 270 nit. Thế nên mình thấy là màn hình của chiếc Lenovo Legion 5 này thực sự khó có thể so sánh được với cả chiếc MSI GL65. Với phiên bản 144 thì hai màn hình này mình nghĩ là sẽ tương đương nhau về chỉ số. Còn với cái option mình đang có ở đây hiện tại như này thì chắc chắn là màn hình của chiếc MSI GL65 này sẽ nhỉnh hơn so với cả màn hình của chiếc Lenovo Legion 5. Lúc nãy thì mình có nói về bàn phím của hai chiếc máy này thì cái hiệu ứng LED của bàn phím MSI thì họ làm tốt hơn tương đối nhiều. Nhưng mà cái về cảm giác gõ thì mình thấy là chiếc Legion 5 này có cái cảm giác gõ nó nảy hơn, nó thật hơn và nó không có cái cảm giác nó bị hơi cao su so với cả chiếc MSI GL65 này. Mặc dù là chiếc GL65 này thì hành trình gõ sâu, nảy, nhưng cái lớp cao su nó vẫn còn hơi dày dày, thế nên mình cảm giác gõ nó chưa được thật tay so với cả Lenovo Legion 5. Ngoài ra một điểm nữa mình thấy là trên bàn phím của hai chiếc máy này thì cái layout của phím MSI GL65 thì làm nó hơi bị kỳ một chút. Thế nên là mình phải mất một thời gian nữa để làm quen. Trong khi là bàn phím của chiếc Legion 5 này ấy, thì mình thấy là layout khá là tiêu chuẩn và cũng rất là dễ để làm quen. Thế nên là về tổng thể về cái trải nghiệm gõ phím nhá, thì mình nghĩ là Legion 5 sẽ hơn một điểm so với cả MSI GL65. Bù lại thì cái hiệu ứng LED trên chiếc GL65 này thì ăn đứt hoàn toàn so với cả chiếc Legion 5. Ok, về touchpad của hai máy thì có lẽ điểm cộng này sẽ dành cho cả hai máy luôn. Đều có bề mặt mịn này, tracking tốt này, chính xác này. Hai phím bấm cũng được hoàn thiện rất tốt này. Mỗi tội là MSI GL65 làm cái phím hơi cứng. Thế nên là mình nghĩ là điểm cộng này sẽ nhỉnh hơn một chút cho chiếc Legion 5. Về hiệu năng và tản nhiệt của hai máy thì mình muốn nhắc lại một chút về cấu hình để anh em có thể định hình được nhé. Đầu tiên là hai máy này đều là Core i7-10750H với 6x12 luồng và xung nhịp tối đa là 5.0GHz. Cùng với đó là card đồ họa GTX 1660T 6GB RAM. Đi kèm với hai cấu hình này chúng ta sẽ có 8GB RAM thôi. Và mình khuyến khích là anh em khi mua hai mẫu máy này thì nên lắp 16GB RAM để chơi game hay làm việc dư giả hơn nhé. Và để so sánh về hiệu năng của hai chiếc máy này thì mình đã test qua với hai bài test của hai game là UMOZ và Far Cry New Dawn. Thì anh em sẽ theo dõi ngay sau đây nhé. Mình đã test trên hai chiếc máy này để anh em tham khảo về hiệu năng và tản nhiệt của hai máy. Thì như anh em có thể thấy là khi mà mình đã test qua với hai tựa game này thì mình có nhận xét như sau, đây là nhận xét cá nhân của mình thôi. Thì mình thấy là hiệu năng của MSI cho ra nhỉnh hơn. Về tính ổn định thì có thể gọi là tương đương nhau, nhưng mà hiệu năng của MSI cho ra là nhỉnh hơn một chút so với cả GL65. Không đáng kể nhưng mà hơn thì vẫn là hơn. Thế nên là về mặt hiệu năng thì mình sẽ cho MSI một điểm cộng. Còn về tản nhiệt của hai máy, mình không biết anh em sao nhưng mà tản nhiệt của hai chiếc máy này thì nhiệt độ có thể gọi là khá là tương đồng với nhau đấy chứ. MSI GL65 sẽ mát hơn một đôi chút thôi. Và cái việc mà chúng ta phải đánh đổi là hai quạt trên hai chiếc máy này khác nhau hoàn toàn. Khi mà Lenovo Legion 5 thì có tiếng quạt ở mức gọi là trung bình khoảng 8/10 điểm, còn chiếc MSI GL65 này thì cỡ khoảng 10/10 điểm. Thế nên là tiếng quạt của chiếc MSI này nó kêu khá là to
và mình nghĩ là cũng khá là nhiều anh em sẽ không thích cái tiếng quạt của chiếc máy này lắm. Dẫu sao thì nếu anh em có tiền sắm thêm một cái tai nghe nữa thì đây không phải vấn đề. Nhưng về tản nhiệt thì mình nghĩ là mình sẽ cho Lenovo Legend 5 một điểm vì mình thích tiếng quạt êm ái của chiếc máy này nhất. Về thời lượng pin của hai chiếc máy này thì mình nghĩ là laptop gaming thì không nhiều anh em quan tâm đến pin lắm, nhưng mà khi mà thấy nhiều anh em comment trên kênh thì mình nghĩ là cái thời lượng pin có một thời điểm rất là quan trọng. Thì với hai chiếc máy này đều sở hữu màn hình tần số quét cao này, bàn phím RGB này, cấu hình mạnh tương đương nhau này, thỏi pin thì mình thấy là cái kích cỡ cũng khá là tương đồng với nhau đấy. Nhưng mà thời lượng pin của chiếc Lenovo Legend 5 này lại thua thiệt một chút so với cả MSI GL65, khoảng là chênh lệch nhau khoảng 15 phút. Chiếc MSI GL65 mình thấy trụ được khoảng 3 tiếng, còn chiếc là Lenovo Legend 5 thì mình thấy trụ được khoảng 2 tiếng 45 phút cho những tác vụ gọi là ngồi xem Netflix 4K cơ bản thôi. Thì mình thấy là về thời lượng pin thì chắc là MSI GL65 sẽ nhỉnh hơn một điểm rồi. Mặc dù là MSI GL65 có màn hình sáng hơn như thế mà vẫn không hề tệ so với cả chiếc Legend 5. Một điểm cộng về pin cho chiếc MSI GL65. Khả năng nâng cấp của hai máy có lẽ đây là một điểm cuối cùng mình sẽ đề cập trong video hôm nay. Thì mình thấy là khả năng nâng cấp của hai máy này thì cũng rất là tương đồng nhau, hai khe M2 NVMe hay là hai khe RAM. Thì mình thấy là hai khe RAM cho chiếc máy này thì Legend 5 sẽ nâng cấp là khoảng 32GB, còn MSI GL65 sẽ là 64GB. Vì vậy nên là về khả năng nâng cấp thì chắc là MSI GL65 sẽ ăn một điểm rồi. Nhưng mà mình thấy là không có nhiều anh em dùng đến 64GB RAM lắm, thực sự là hơi ít, nhưng mà dẫu sao thì hơn vẫn là hơn. Về loa thì mình thấy là loa của chiếc Legend 5 này thì ấm hơn, nghe nhạc thì thấy thoải mái hơn. Còn với anh em nào chơi game hardcore, nghe tiếng chân nhiều, nghe tiếng súng nhiều thì MSI GL65 có cái loa tốt hơn. Đấy là về nhận định của mình về loa hai chiếc máy này, tùy anh em lựa chọn về loa nhé. Tổng kết lại thì với cá nhân mình khoảng 30 triệu đồng thì mình thấy là hai chiếc máy này khá ngang tài ngang sức. Hai chiếc máy thì đều có những cái ưu điểm riêng, và với mình thì mình thấy là MSI GL65 có vẻ đã làm mình siêu lòng rồi đấy. Tại vì là chiếc máy này có thiết kế nhìn rất là cục, cùng với đó là màn hình rất là tốt. Về bàn phím thì hiệu ứng LED rất là đẹp, và mình thấy là hiệu ứng LED là con nào mà đẹp thì mình thấy là nhìn nó cao cấp, nhìn nó đắt tiền và đã xứng với số tiền các bạn bỏ ra lắm. Ok, và đó cái nhận định của mình về hai chiếc máy này. Anh em nghĩ sao về bài so sánh chi tiết về hai chiếc MSI GL65 và chiếc Legend 5 này thì hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận nhé. Và nếu anh em có những mẫu máy nào muốn mình so sánh thì có thể comment dưới phần bình luận luôn. Và nếu anh em thấy những video này hữu ích, hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ để mình có thêm động lực ra thêm những video tiếp theo hữu ích hơn nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo, và đừng quên like, subscribe, chia sẻ và tham khảo hai mẫu máy này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì tạm biệt anh em, mình là Review. Bye bye.